Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở phân khúc sedan hạng C nhập khẩu nguyên chiếc quý vị bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato đây ạ. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết Kia Cerato được phân phối ở Việt Nam thì nó có rất là nhiều phiên bản quý vị bạn nhé. Và riêng ở cái phiên bản nhập khẩu nó cũng đã chia làm rất là nhiều phiên bản rồi. Đều là sản xuất tại Hàn Quốc nhưng mà có những xe ở cái phiên bản Hàn Quốc xuất Trung Đông là cái phiên bản 2 túi khí, hoặc Hàn Quốc xuất về Việt Nam, hoặc là Hàn Quốc xuất tại thị trường của Hàn Quốc, tức là bản nội địa đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi lại gửi đến quý vị và bạn ở cái phiên bản này là cái phiên bản xuất châu Âu quý vị bạn nhé. Phiên bản xuất châu Âu là cái phiên bản đầy đủ nhất, phiên bản cao cấp nhất. Ví dụ như là phiên bản xuất châu Âu là cái phiên bản 10 túi khí các bạn ạ, 10 túi khí và trợ lực điện các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và quý vị và các bạn cũng đã biết đấy ạ, ở năm 2010 thì là đầu năm 2010 thì là chiếc xe Kia Cerato được trang bị là phiên bản model 2010 thôi ạ. Và cuối năm 2010 như chiếc xe này đây ạ, chiếc xe này sản xuất cuối năm 2010 là phiên bản model 2011 các bạn nhé. Nhìn ở bên ngoài thì nó khác biệt rất là nhiều các bạn nhé. Ví dụ như các bạn xem đây ạ, ở model 2011 này nó khác là gương chiếu hậu đây này, gương chiếu hậu nó nhỏ hơn. Còn nếu như ở phiên bản 2010 là phiên bản là cái gương chiếu hậu này nó to hơn. Đấy là khác về bên ngoài đấy nhá. Còn lại là phần cơ bản nữa, nó khác đặc biệt nữa là ở cái phần động cơ. Với model 2010 thì là động cơ được trang bị là động cơ 1.6 lít và hộp số 4 cấp ạ. Đấy, hộp động cơ DOHC 1.6 lít và hộp số tự động 4 cấp. Nhưng ở model 2011 như chiếc xe này đây là động cơ đã được trang bị lên hộp số 6 cấp rồi ạ. Đi êm ái hơn, mượt mà hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn quý bạn nhé. Đấy, nó khác biệt model 2011 đấy. Chiếc xe này được sản xuất cuối năm 2010 nhưng đăng ký 2011, model 2011 rồi ạ. Và phiên bản xuất châu Âu, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản được trang bị là 10 túi khí và tay lái trợ lực điện các bạn nhé. Khác với phiên bản thường là phiên bản trợ lực dầu. Đấy, và xe đã được trang bị đầy đủ các option từ nội thất ra, la răng đúc và cửa nóc, khóa thông minh, đề nổ start tốt, điều hòa tự động. Đấy, và chiếc xe này thì chủ xe đã trang bị thêm là màn hình Android và tích hợp camera lùi. Đấy, cảnh báo áp suất lốp, rất là nhiều các option mà chủ xe đã độ thêm rồi. Nguyên bản nó đã nhiều option rồi nhưng chủ xe đã độ thêm một số cái tính năng cơ bản thích hợp cho cái thời buổi công nghệ 4.0 đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Kia Cerato 2011 phiên bản xuất châu Âu 10 túi khí này chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng quý vị và bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2011 phiên bản xuất châu Âu 10 túi khí này. Mời quý vị và các bạn.
Thank you.